Hello, chào mừng các em đến với kênh Mơ Game, hay gọi anh là Mơ Game. Hôm nay anh tiếp tục mở khóa con Thanos Hero. Đó là sự kết hợp của giữa hai con Rocket Hero và thì sẽ tạo ra con Thanos Hero nha các em. Thì tập này anh sẽ mở khóa nó này, chúng ta sẽ dần dần mở khóa con Thanos. Đầu tiên là phải có thêm một con Rocket Hero nữa. Đó. Thì đầu tiên anh sẽ đi mở khóa những con nhỏ hơn để mình có thêm một con rocket nữa nhé. Thì đó, anh đang kết hợp đó. Đây, chúng ta sẽ kết hợp dần 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 để tạo ra một con rocket nhé. Rồi, bây giờ mình có một con rồi, đi chiến đấu thử xem nhé. Đối với đội hình này thì chắc chắn chúng ta sẽ giành chiến thắng rồi, vì đội hình của chúng ta quá là mạnh đi. Chúng ta có một con super hero này, một con rocket hero này và rất nhiều con anh hùng khác nữa. Thì đội bạn chỉ có một con super hero thôi thì rất khó là đánh bại lại chúng ta. Đó, trận chiến nào chúng ta cũng giành chiến thắng đúng không các em? Các em nhớ đăng ký kênh và theo dõi kênh của anh nha. Hãy bình luận những anh hùng nào mình yêu thích ở phía dưới video nha. Đó, tập trước thì anh em mở được khóa được con Rocket Hero rồi, thì tập này thì chúng ta sẽ kết hợp nhiều con đó, ta kết hợp tạo ra nhiều con anh hùng khác đã. Rồi phải mở mấy con nhỏ nhỏ đã để mình mới có được anh hùng khác để mình chiến đấu. Chúng ta lại giành chiến thắng đúng không? Đó, có rất nhiều đội hình khác nhau. Rồi chúng ta chiến thắng tiếp theo. Trận chiến tiếp theo thì ta sẽ kết hợp nó ra một anh hùng. Cái này giống như Captain ha, Captain America đó. Hai con vàng vàng sẽ kết hợp ra Captain. Một Captain sẽ kết hợp ra một giống như Hulk. Rồi hai Hulk thì ta sẽ kết hợp ra được một gì giống như Spider-Man ha. Spider-Man nữ hả? Quên mất tên rồi, đúng rồi, Spider-Man á, Spider-Man Woman. Piu piu, chiến đấu thử xem. Chắc chắn là chúng ta sẽ giành chiến thắng thôi các em, tại vì cái đội hình của mình quá là mạnh, mà đội hình của bạn thì giữ nguyên không thay đổi. Đó, tại vì level này level 200. Đó, chúng ta kết hợp hai anh hùng Hulk thì ra một anh hùng đen đen đó, một áo giáp đen. Rồi hai giáp đen thì tạo ra một anh hùng nữ Spider-Man, tức là Spider-Man Woman. Rồi, chúng ta sẽ chiến đấu tiếp theo. Trận này lại trên chiến thắng rồi. Tỷ số tức là rất là 5-6-0 rồi nhờ các em nhỉ. Mấy hiệp đấu rồi các em, coi xem mấy hiệp đấu rồi. Bây giờ mình kết hợp hai con Spider-Man nữ nhá. Rồi, tiếp tục. Đây là con Thanos Hero. Máu của nó lên 17% và sức tấn công của nó hơn 8.000. Quá là mạnh đúng không các em? Chắc là không đội hình nào có thể chiến thắng được đội hình này rồi. Thanos Hero nhé các em. Các em nhớ tên của nhân vật này nha. Các em có yêu thích Thanos thì hãy bình luận tên là Thanos Hero và like, đăng ký kênh của anh tên là Mơ Game. Đó, bây giờ chúng ta trận chiến này thì quá là cân lệch rồi. Đội hình của mình quá là mạnh rồi nên là đội hình đội bạn chắc chắn là thua. Chúng ta cứ mở khóa tiếp theo thì xem nó ra cái đội hình khác thì nó có tấn công được không nhá. Đó, mở dẫn nhiều nhiều cái con Hockey Cookie màu xanh ra xem sao. Để đi chiến đấu thử xem, đội hình của chúng ta quá là đẹp. Hai anh hùng mạnh nhất trong tựa game. Link tải video game chúng anh đã để ở dưới phần mô tả. Các em hãy đọc mô tả và nhấp vô cái link đó thì chúng ta sẽ tải được tựa game này nha. Game này chơi rất là thú vị đó. Quá là hay luôn, lại giành chiến thắng tiếp theo. Một đội hình xanh le luôn các em hả? Rồi lại tiếp tục kết hợp thành Baby Yellow. Những chú Baby Yellow này thì nhìn rất là đáng sợ, hai mắt to tròn, miệng như quái vật nhưng mà nhìn nó rất là ghê, giống con búp bê đó, nó gọi là Baby Yellow. Các em
em có thích tựa game Baby Zillow không? Hôm nào anh làm một cái game đó cho các em coi nhở? Tại vì cái game đấy thì nó cũng rất là thú vị nhưng mà coi hơi đáng sợ một chút. Nếu mà các em yêu thích Baby Zillow, cái game tên là Baby Zillow nha, thì hãy comment tên game đó, anh sẽ làm cho các em thưởng thức xem là nó như thế nào nha. Đó, chúng ta đã có tới 8 con Baby Zillow rồi, kết hợp nhau đó, nhìn đỏ le đội hình luôn, đội hình càng ngày càng đẹp ha. Giá mà đội hình của đội bạn có thêm thằng Thanos nữa nhỉ, có thêm anh hùng Thanos Hero nữa thì chúng ta chiến đấu với cân tài cân sức và xem đội nào sẽ giành chiến thắng. Khi mà hai đội hình giống nhau, các em nên nên lưu ý là chúng ta sẽ phải sắp xếp lại đội hình để mình có thể giành chiến thắng nhá, tại vì cái chiến thuật rất là quan trọng. Khi ta sắp xếp đội hình hay, quân quân tuy là yếu nhưng mà đội hình hay thì chúng ta vẫn có thể giành chiến thắng. Đó, thấy không? Chúng ta sắp xếp lại đội hình. Rồi, rất là đẹp. Kết hợp hai con đó lại xem thành con hút blue green xem. Chát chát đấy, chết liền. Con super hero của mình khi kết hợp như vậy thì máu sẽ còn rất là nhiều, sức tấn công của nó rất là mạnh. Đỉnh của đỉnh rồi. Bây giờ mình mua thật nhiều con Mami Rolex ra xem chiến đấu cho nó vui, nhìn cho nó đẹp đội hình nha. Đấy, thấy chưa? Rất là nhiều. Mình có 8 con luôn. 8 con này thì nhìn hay quá nhỉ, nhìn rất là đẹp. Cho nó vào để tô điểm thêm đội hình thôi, thực tế ra cái sức tấn công của nó như kiểu là gãy ngứa vậy thôi chứ nó đâu có thắng được đâu. Tại vì sức tấn công của nó rất là yếu, nó bé nhất đội hình rồi. Đấy, mình có 5 thằng giống như robot ấy. Đấy ha, không động được tới 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 quân đằng sau luôn mà. Đội quân đằng sau của mình hầu như là sẽ nằm ở nhà chiến đấu. Nó chỉ có một con super hero thì không thể nào chiến thắng được mình. Nó phải tạo ra nhiều đội quân thì nó mới chiến thắng được. Các em nhớ bình luận và theo dõi kênh của anh nhá. Anh hàng ngày anh ra rất nhiều video, anh ra từ sáng cho tới tối luôn. Nên là lúc nào các em rảnh thì cứ coi thoải mái nha. Hãy đăng ký lại để trở thành người xem đầu tiên. Hãy bình luận những anh hùng yêu thích để giúp kênh của anh phát triển thì các em sẽ theo dõi được nhiều tựa game hay. Rồi, tập tập game ngày hôm nay thì hết trận chiến này anh sẽ kết thúc nha. Thì hẹn gặp lại các em vào video tiếp theo. Thì những tựa game mới nhất anh sẽ làm và các em hãy coi và bình luận để giúp kênh của anh phát triển thêm nhé. Rồi, chào tạm biệt các em nha. Hẹn gặp lại.